đâu, xoài cát và lọc chín cây. Đây là giống cát ngày xưa, thấy là ngon. Cây nên vỏ rất là đẹp. Này không có vú, không có vú. Vú. Ăn thử đi, ăn trước đi. Thôi. Đang đánh giá cảm thấy sao? Trời ơi. Chín cây nó sẽ khét hả? Cây Dài. Ngọt á. Ngọt. hơn ngọt trời. Vô cùng ngọt luôn. Lần đầu tiên nghe ông kêu vô cùng ngọt á. Mình xơi đây. Ngọt quá không? Cái này không muốn dùng đâu. Còn 400 đến 500 á.